Rồi, chào toàn thể anh em và các bạn. Thì bữa nay thì mình cũng tiếp tục đi giao lúa ST nha các bạn. Và NPT, cái này thì NPT mình mới tách hạt xong, mới nhập về NPT. Thì hiện tại thì bên mình có cái giống như NPT đời thơm 8, IR504, OM34, OM18, OM5451. ST thì mình có 24, 25 luôn nha các bạn. Thì hiện tại thì bên mình đang có bán đầy đủ các loại giống. Thì anh em và các bạn nào có nhu cầu sử dụng giống thì liên hệ mình qua số điện thoại 0939 17 17 17. Mình tên Hậu nha các bạn. Và cũng cảm ơn hết tất cả anh em và các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ giống của mình. Rồi, chúc tất cả anh em và các bạn có một cái ngày mới thật nhiều sức khỏe. Rồi, chào tất cả anh em và các bạn.